một á. À, sup sup là hạng một à, rồi. Phòng này là cho 4 người, 4 người lớn. À, family là 4 người. Là view thì nó giống deluxe, nó hạng hạng thì giống deluxe, view à. Biển với lại bồn tắm thì giống deluxe. 2 giường 1m6, 2 giường lớn. À, là tiêu chuẩn 4. 4 người. Tức là một tầng chỉ à một một cái một tầng chỉ có một phòng family. Chính xác. Hay là hai family? Một family thôi. Một family dành cho 4 người. Chính xác anh. Ok. Chính xác. Tức là số lượng phòng 4 rất chi là ít. Dạ. Ủa anh chưa thấy cái phòng mà phòng đơn nhưng mà hai giường đơn. Bên mình không có cái phòng đó nhỉ? Có. À lại hạng khác à? Nó hạng khác đúng không? Hạng này là cũng có hai đơn với lại một giường á. À. Tùy sắp xếp đúng không? Dạ đúng ạ. Này, đây là family. Family thì sẽ bao gồm là hai giường lớn. Và đây cũng có hai cái ban công nhỏ đây, một cái ban công trực diện đây đó. Và một cái ban công xéo này, ở trong này mình rất ấm nha, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn mở cửa sổ ra này đấy, đó nó sẽ lùa vào rất chi là mát đó. Đây là family dành cho 4 người, đây sẽ bao gồm là hai giường lớn. Này, hai giường lớn, tiêu chuẩn 4 người. Mình cố gắng mình quay thật chậm, mình đi thật chậm để các bạn có thể là cảm nhận được tất cả các hạng phòng tại đây. Chứ còn nhìn vào ảnh thì nó cũng khó thể phân định được lắm. Tất nhiên hình ảnh thì nó cũng chỉ mang tính chất minh họa, nó cũng được một phần là chỉnh sửa rồi. Cho nên là mình mới phải cất công và vất vả đưa các bạn đi như thế này. Chứ còn bình thường thì xem qua hình ảnh cũng được, nhưng mà qua video thì nó sẽ thực tế hơn. Rồi, ok. Tạm biệt Family. Giờ mình lên tầng 18 đúng không? Dạ.